Rồi, xin chào quý khách của em đã trở lại kênh Mát Cắt Cỏ của cửa hàng Thành Hợp nha. Hôm nay em lên lô máy cho mình lô chữ H ha, 12 máy, cực kỳ đẹp nha anh. Hôm nay em lên dòng họ bà con cô bác của Magu cực kỳ nhiều. Rồi, em sẽ giới thiệu sơ cho mình ha, trợ lực không, đề mới hay đề cao ha. Rồi, cái này là thằng Echo 345 ha, tụm lớn của lớn mình sang trên. Hai cây Mitsu TB tụm gầy, Magu 26 tụm gầy, ga bóp Mitsu TL 23 tụm gầy ha, quá đẹp. Maru Yanma trợ lực khác nha, trợ cao luôn đó. Hai cây Maru 23 tụm liền, trợ lực luôn nha, chặt siêu nhẹ. Magu 20 ga bóp, hai cây Magu tụm gầy, hai cây Magu tụm gầy 20 ha. Một cây Kawasaki tung gầy 24 và một cây Kawasaki tung gầy 20. Chúng ta vô trời mưa mấy anh ơi, thành ra trời nó mau tối ha. Lại mà mấy anh có thấy không đủ ánh sáng thì chịu khó coi giùm em lấy cái bảng xuống. Giá dao động từ 1.250.000 trở lên nha. 1.250.000, 1.400.000, 1.500.000, 1.600.000. Đó, 1.800.000 vân cho đến 2.000.000, 2.400.000. Là máy em bán nói chung giá dao động cực kỳ cũng gọi là tương đối mềm dễ sử dụng nha mấy anh, chứ không phải là quá cao ha. Rồi mấy anh mua hàng vui lòng liên hệ giùm em số điện thoại 0913136620. Ở số này có Zalo là Mai Thị Thanh Chị nha. À, mấy anh cứ các bạn của em hoặc là nhắn tin em vẫn trả lời nha mấy anh. Nếu mà cái dung lượng ở đây. Rồi bên em ship hàng toàn quốc từ trong Nam ra Bắc và thời gian đi là trong vòng 7 ngày. Nếu mà mình tỉnh gần ở đây thì nó sẽ giao sớm cho mình, cứ tới sớm ha, 2-3 ngày, 3-4 ngày gì đó. Nói chung mình đặt hàng xong anh giữ điện thoại giùm em. Rồi bên em được xem hàng, thử máy trước khi nhận. Mẫu máy á, đặc biệt không lấy cọc. Em không lấy cọc cho nên mấy anh coi cho kỹ có cây nào phù hợp với mình hãy chốt ha. Là cái thứ nhất, cái thứ hai á là thêm 6 món đi kèm. Là có dây đeo, cắn cỏ, tiếp mở bogi, lục giác 4, đĩa dài và ổ bất cứ. Mấy anh nhớ là đặt máy á, ví dụ như mấy anh đặt mà thấy hàng lâu quá không tới 6-7 ngày gì đó, mấy anh phải điện cho em đi kiếm đơn. Nhiều khi nguyên cái chỗ mà giao hàng nó bị F0 đó mấy anh, khó dữ lắm luôn, đủ thứ cho giờ dịch nó đang căng thẳng á, cho nên mình mua hàng thì mình phải chịu khó đợi giùm em ha. Rồi bên em có bán nhớt nha, bình này là nhớt 2 thì, bình này 1 lít 100.000, bình này 1 lít nha. Và tỷ lệ xăng pha với nhớt là 1 lít xăng pha giùm em 40cc nhớt 2 thì ha. Ví dụ như chỉnh giá đi. Ví dụ như mấy anh mua 1 lít xăng vậy, mấy anh thử thì mấy anh đo giùm em bên đây 40 hoặc 50cc nhớt. Có cái bình nhỏ nè, đó, mình lường cho nó dễ. Mà mấy anh mua một cây máy mà mua 2-3 chai nhớt đi theo em giảm bao ship cho mình nha. Đó, có cơ hội mình cứ mua mấy anh. Mà mua nhớt chia nhẹ em chịu, em sẽ tính phí. Đó, mua máy thì mua nhớt theo, mua bao nhiêu chai cũng được ha. Mấy anh ủng hộ nhớt em cảm ơn. Cái quyền lợi của mình đó mấy anh này, mua nhớt theo thử cho nó nhanh, nếu mà không mua bên đây. Nhiều khi cây xăng ở đó nó không có bán nhớt, nó chạy qua chỗ khác mua nhớt. Ở đây em có luôn thì mình chuẩn bị xăng với nhớt thử máy giùm em cho nó nhanh gọn ha. Để anh em mình tương tác tốt mấy anh nhớ là cho em nút like, một nút đăng ký kênh. Cảm ơn mấy anh trước. Bây giờ em sẽ vô cây H1 đầu tiên. Kawasaki TG 18-20 anh. 18 nha anh, TG 18 anh, quá đẹp. Chế zin luôn ha. Chạy chế zin với tông ga dập da ban này mấy anh thấy rõ không? Đó. Đó da ban luôn ha. Kawasaki ốc zin này, trắng tư luôn nha mấy anh, lốc máy nè. Quá trắng quá đẹp, hình xăng lớn zin nha mấy anh. Đó. Tum thì tum gời, tum nhôm, ốc vàng luôn ha. Quá đẹp, chung cái máy này là xuất sắc. Ốc tẹp với màu áo luôn ha. Quá wow, tùm tẹp với màu áo luôn, nó sơn zin nè, có chân trống mà sơn lớn mình không chạm đất nè, công tắc nè. Hai tay cầm ga ga giữ ha, cùm màu cam luôn, trắng cỏ zin đầu màu zin. Anh tên Sự không? Rồi chút nữa điện lại cho anh. Rồi đầu bò zin. Sáng điện anh có 5 cuộc chứ nhiêu. Trắng cỏ zin luôn ha, đầu bò hợp tông với màu áo luôn. Đang like mà khách điện cái phân tâm liền không biết nói gì. Nói chung cái máy này về mua về siêu tầm cũng được nha mấy anh. H1 30 ly triệu 250. Mua về siêu tầm vẫn được nha. Lắp máy rất là sáng nha. Anh nào nhanh tay, còn mà chậm tay thì hết nha. Nha.
tranh thủ chốt giùm em. Rồi H2 Kawasaki nữa. Chỗ hồi nãy lớn hơn, nãy nhỏ ha. Đó. Ốc nè, quá trắng sáng, ốc zin lốc máy rất là sáng và đẹp ha. Áo zin ra còn chữ nhật luôn. À, bình xăng lớn zin nha mấy anh ha. Chế zin luôn. Da ban nè mấy anh thấy không? Quá đẹp. Tum rồi ha, nước xăng zin luôn. Tum nhờ cái này máy này mình đấu xịt thuốc được luôn nha, 24cc 32 ly công tắc nè. Rồi, hai tay cầm cùng zin hay màu áo luôn ha. Rồi trắng cỏ zin là bộ zin, hai cái này nó quá đẹp. Đầu bò màu cam luôn kìa. Ốc nè, ốc zin quá đẹp ha. Có cái đế nè ha, ôm mình xăng lớn nè. Ôm mình xăng lớn, bảo vệ mình xăng lớn mình luôn nha mấy anh ha, hạn chế và đập dưới vỡ ha. Cái cây này thì lắp có giặt mắt in Japan ha, xịn sò luôn. Cây bên đây thì lắp không giặt, bên đây có lắp giặt luôn nha. Rồi em báo giá nha mấy anh, H2 32 ly 1.6. Rồi H3 H3 là Maru Yanma. Nghe hay gì? Rồi gì thế anh? Đang lai đang lai. Nhỏ lẻ. Rồi dừng lại. Chính nghe máy à, thợ phụ nhảy vô có một pha lúng túng không hề nhẹ nghe mấy anh. Khởi động máy thì mình phải bớt xăng đóng le, mà khi ông đóng le em giật rồi thì ông quên mở le đó. Máy này vẫn nhảy nổ bình thường nha. Máy này nó có 20cc nha mấy anh, tại cái tem nó cách rồi em lấy 23cc em dán vô 20cc ha, 30 ly nha. Bình xăng lớn zin, bình xăng con zin One Pro ra nha. Tum rồi tum nhâm 260 nha ha. Tum này gắn vừa cho Mitsu Kawasaki GX25 đó, em tắt nè, 1.4 triệu nha. H3 1.4 triệu, hai tay cầm ra giữ, trắng cỏ zin đầu bòi zin luôn, cái máy xịn sò mình luôn. Đây lóc dập mắt zin Japan nha ha. Đó anh vậy mấy anh cứ kiểm tra nha, không dập cho hàng hàng đó, mình xem máy cho kỹ, mình nói chốt cho em chế này chạy siêu tiết kiệm xăng nha. Đó nhẹ nhàng luôn. H3 rồi, H4 rồi, ơi ghi lộn thứ tự rồi kìa. Rồi cái lốc lông chỉnh lại giật đi. Rưỡi nha, H4 ha, hai tay cầm ra giữ, trắng cỏ zin đồng hồ zin theo máy nha mấy anh, lốc dập mắt in Japan đó, hai cục khung mình xăng lớn nè, còn luôn nha nha, quá đã. Hệ Maru này chạy tiết kiệm xăng nha, không hư vật phụ tục đa dạng như thế, em bán nè không biết bao nhiêu cây cái dòng này, khách cực kỳ là chuộng. Rồi H4 1.5 triệu ha, cái này nó có trợ lực nha mấy anh, thấy chụp giật nó to không, chụp giật nó to cho nên là giật nó nhẹ ha, kéo thẳng da gì rồi nó đã nhảy nổ. Rồi H4 triệu rưỡi em sang H5. H5 là cũng Maru Yanma mà cây này nó 20cc nghe mấy anh, 30 ly. Bình xăng lớn zin nè. Đó, ốc rất là trắng sáng, lốc máy đẹp luôn ha. Rồi vô đi.
trắng dây giật đẹp. Dây giật trắng sáng ha. À, máy này còn rất là đã luôn nha mấy anh. Túm liền túm nhựa nha, công tắc zin ha. Ốc trắng sáng luôn, ga bóp zin luôn. Trắng cỏ zin, đầu bò zin, hệ này là máy nhỏ nha mấy anh ha. Cái này 1,5 triệu nha. 30 ly 20cc, máy nhỏ thì xài nó tiết kiệm xăng, trọng lượng gọn nhẹ. Rồi cắt cỏ mềm, cỏ mỏng ha, cắt cỏ gia đình thì nó phù hợp hơn. Đó, cỏ kiển rồi đó. Đây lóc dập da van đó nha mấy anh. À, ha. Rồi, ốc sáng khói luôn. H5 1,5 triệu cho mình. Ga bóp màu xanh lá ha. Rồi em sang hai cây song sinh Maru Yanma H6 H7. Có trợ lực hết nha. Không lè đi. Đây dùng máy hơi lạnh. Rồi mở lè. Dịnh đó Giang. Rất là nhảy nổ nha mấy anh. Cái trợ lực nó siêu rồi cho nó đó. Mình nắm thẳng nha mấy anh, buông lại là nó đã chảy về nó tự nhảy nổ rồi ha. 23cc chụp dịch trợ lực. Lốc máy rất là sáng và đẹp ha, buông khói nè. Trắng tư luôn, chế zin quanh và rồ gan ngang. Mình xương lớn zin ha. Tung liền tung nhựa, những cái mẫu này mấy em gài mấy anh nó đề cao quá mấy anh, cho nên là khách cực kỳ lựa chuộng. 1,6 triệu ha, H6 giùm em. Ốc cùng nè. Đó, hai tay cầm ra giữ trắng cỏ zin, đầu bò zin. Rồi bữa nay trắng cỏ zin theo máy rất là nhiều ha. Rồi lắp dập da ban, bát in da ban cho mình ha. Hai cũng đông, mình sân lớn còn luôn đó. Quá đã đẹp hết em, điện sờ luôn ha. Rồi H6 1,6 triệu, H7 cũng 1,6 triệu luôn nha mấy anh. H7 này cũng Maru Yanma luôn. Rồi vô giật. Giật cái này khóa trợ lực biểu diễn nhẹ nổ thấy không đó. Rồi cũng như cây kia thôi, trợ lực siêu nhẹ giật, mình sân lớn zin, ốc trắng sáng đẹp luôn ha. Lốc máy cũng trắng tư luôn. Rồi chế zin quanh pro, áo đẹp quá đẹp. Công tắc này nha mấy anh, mà nhận máy mà mấy anh chạy thử nó không nổ rồi đó, mấy anh để ý giùm em công tắc nha. Mà 1,6 triệu luôn ha. Rồi hai tay cầm cái này nữa, ra giữ nó bêu gãy cái ga rồi nữa em bổ sung ga khác cho mình. Rồi cái cùng đó nè, zin luôn, trắng cỏ zin, đầu bò zin ha. Lốc dập mát in Japan. Rồi hai cái khung còn dẹp vui luôn ha. Máy này cũng rất đẹp, những hệ Maru này xài sướng lắm anh ơi, gọn nhẹ mà chạy đầm đầm mà tà tà hoài được hoài. Rồi H8 rồi Maru Yanma luôn. Rồi em sẽ nói cho mấy anh nghe là cái máy này tí xíu nha. Cái máy này khi mà khởi động mình bóp xăng lên, mình đóng le là mình đẩy cái này về đây giùm em. Rồi giật hai ba cái máy nổ không nổ gì á thì mấy anh lên ga, mấy anh mở cái le ra, mấy anh giật giùm em. Mở le là đẩy về đây nha. Ha, cái này là cái le nha, để ý giùm em. Đây em đã nói kỹ cho nè, chụp vào thể thao luôn ha. Lốc máy sáng khói luôn. Quá đẹp. Trợ lực siêu nhẹ giật, mình xăng lớn zin. Bô khói trắng tư luôn ha. Quá đẹp. Rồi công tắc nè, mở nè. Rồi 1,650 ha. Hai tay cầm ra giữ, trắng cỏ zin, đầu bò zin nha mấy anh. Đó, 1,650. Cái bô nó nhìn cũng đã đó. Nói chung máy này thì tông chặt tông. Đây, lốc dập mắt in Japan ha. Đây cũng không cũng còn luôn, quá đẹp. Rồi H này là H8 nha, 1,650. Đó. Rồi H9 Mitsui tên là 23 nha mấy anh. Thank you.
động cơ hai thì xăng khóa nhớt ra khói mắc máy chuyện bình thường nha. Đó mấy anh pha sao cho ra tí xíu khói là ngon lành đó, chứ không phải như mấy cái máy móc khác mà nó ra khói hư đồ điện rồi ra khói hư. Không phải nha, cái này là em nói thêm cho một số anh là lần đầu tiên sử dụng máy còn hoang mang đó. Đó nhiều anh lên nghiệm cái máy là mà ra khói mới chốt nó mới ghê đó ha. Rồi lắp máy nè, quá đẹp, áo jean nha. Đó bình xăng lớn jean ha, 31 ly, 23 cc, chế 2 kim, ga ngang tum gợi tum nhôm 260 nha em ha. Nước sơn jean ốc vàng nè, ốc đen cũng có nè, ốc jean ha. Đây tên là 23, có thông số luôn 344220 ha. Ốc vàng ốc đen cũng có hết. Rồi cái này đầu bò jean, đầu bò có nhép ngược thẳng chế sáng cỏ nha. Cái này là bàn tay của chúa theo máy mấy anh ơi. Cái đó nó là cái trắng cỏ nó đó. Còn cái này á, là cái kiểu của nó là nó một nó bắt ga nó trên láp. Cái này là cái tay cầm, cái này là cái tay cầm ha. Nhưng mà mấy anh nếu mà chốt cái này thì em lên hai tay cầm cho mình luôn, về cho mình dễ sử dụng, và 1,8 triệu. Máy này vừa cắt cỏ vừa đốt thuốc được luôn nha mấy anh ha. Mitsu á, Mitsu này đấu bình 25 lít, rồi lốc dập mắt in Japan ha. Máy quá đã luôn, từ luôn ha, máy này đẹp. Rồi H9,8 triệu, H10 là Magu Yanma 26cc ha. Bình xăng lớn jean nha, mà cái bình này thì nó hơi tối màu nha mấy anh ha. Áo này hơi nhẹ chút, đó 56cc 3 tư ly nha, màu vàng ha. Chế jean quanh bà rồ ga ngang 1 kim, tung gợi tung nhôm nha, ốc rất là đẹp đó. Em soi kỹ lắm nha mấy anh, coi kỹ hay chốt nha, 2 triệu nha. Rồi ga bóp jean, công tắc trên ghi đông, đầu bò jean theo máy ha, lắp bắt tinh điện màu đen luôn. Tay trái hơi đưa ra cho mình cầm đừng nổi tay nha mấy anh. Rồi lốc dập mắt in Japan cho mình luôn, đừng sợ ha. Rồi hai cổng thun cũng còn tung gợi nha, lâu lâu gặp Magu có tung gợi nghe mấy anh nói nè nha. Lốc máy còn sáng đẹp nha. Rồi 2 triệu cho H10, H11, H12 giật luôn đi, hai cây gan nhau à. Mitsubishi TB song sinh ha, quá đã. 267 nha, 34 ly, chế 2 kim, ra ngang ha. Bình xăng lớn ra này 7 em đổi bình xăng mới nha, máy còn khá đẹp nha ha. Tum gời tum nhôm xịn sò luôn ha, công tắc nè. 2 triệu H11 nha, H11 2 triệu nha ha. Rồi hai tay cầm ra giữ ha, đầu bò ghim nha. Rồi lốc dập mắt in Japan, hệ TB này xài đã lắm nha mấy anh. Mấy anh không biết chọn dùng máy gì để mình xài cho phù hợp với gia đình, mấy anh bỏ ra thêm dùm em thay vì chọn cái máy chịu mấy, mấy anh chọn 2 triệu này đi, về xài bao sướng luôn. Nước đầu chạy sao, vài năm sau nước sau chạy gan vậy đó. Mấy anh pha đúng công thức xăng nhất dùm em ha. Cây này cũng không ngoài lệ nha, cũng 2 triệu nha mấy anh. Đó, đây mình xăng lớn zin ha, chế 2 kim, ra ngang. Rồi cái này thì nó có cái đế ha, bảo vệ mình xăng lớn, lốc dập mắt in Japan, nó tum nhôm luôn nha, tum nhôm tum gợi ha. Hai cái đầu máy này vừa cắt cỏ vừa đấu xịt thuốc vừa bơm nước được luôn nha mấy anh, tháo rời ra đấu xịt thuốc được luôn. Ở cái này thì cái tay zin đó thì cái kiểu nó nhiều nha ha, đầu bò zin. Rồi H12 2 triệu luôn, cuối cùng H13. Cái này. Tiếp đây.
nổ giống xe Suzuki không? Rồi, bình xăng lớn Ginman xăng xuống trực tiếp nha. Nha. Máy này mà mấy anh nào mà kiếm máy to mà đi phát cỏ ở rừng rồi đó, hái phát số lượng nhiều rồi đam mê lắm. Máy này anh nào khỏe khỏe giật máy nổi nha. Nha. Ai lớn tuổi mà đam mê máy to thì mình chỉ tham khảo thôi chứ chốt về giật mệt lắm nha em. Nó cũng như là cái hơi nó rất là chắc thôi mình, giật nó cực kỳ lực. Mệt đó ha. À, nắm đầu gồng rồi giật nhanh lắm, anh nào xài quen máy chuyên nghiệp á thì chốt cái này được. Đó, máy chấm tư luôn. Đứng gờ tinh nhôm ha. Có lỡ nhà 345 nữa. 34cc gần 35cc ha. Máy này nhà ban này em ha. Em lấy nét cho mình. Rồi cái này 2,4 triệu nha, lắp xay hết em, lắp xay, à, lắp xay cho mình luôn. Mình muốn xay đi đâu mình xay, xay lắp không cần xay người, đầu bộ riêng thang máy ha. Rồi 2,4 triệu, máy cứng cáp giả mang công tắc bên đây nha. Rồi chào và hẹn gặp lại mấy anh, tạm biệt.